Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng mới đây đã yêu cầu các quận nội thành Hà Nội thí điểm quy hoạch khu vực cho thuê vỉa hè, đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân đang bám vỉa hè sinh sống. Ban chỉ đạo 197, Ban chỉ đạo liên ngành do Công an làm thường trực đã ban hành kế hoạch tổ chức lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ, bước đầu đạt kết quả tích cực tuy nhiên để hài hòa giữa đảm bảo trật tự đô thị phát triển kinh tế xã hội và an sinh xã hội các cơ quan cần nghiên cứu cách làm căn cơ duy trì kết quả lâu dài nguyên nhân của những bất cập trong quản lý lòng đường về hè hiện nay là đang thiếu quy hoạch thiếu công khai minh bạch người dân dễ vi phạm trở lại khi thiếu sự giám sát của lực lượng chức năng các quận nội đô được yêu cầu lấy ý kiến đơn vị liên quan và người dân để có sự đồng thuận trong thí điểm cho thuê mặt bằng ở những tuyến phố có đủ điều kiện hạ tầng